Chào mừng tất cả mọi người đã trở lại kênh Hoàng Dũng 091. Hôm nay kênh Hoàng Dũng 091 chia sẻ đến với tất cả mọi người một cái mẹo nhỏ. Đó là một cái cách để mọi người tắt cái tính năng Tabat trên điện thoại di động của mình nha mọi người. Siêu tập, cài đặt, nhập danh bạ, Chrome 25 thông báo. Đó mọi người nghe nó nói chưa? Thao thao bất tuyệt, đụng tới đâu là nó nói tới đó. Nó không làm được về cái máy hết. Thì cái tính năng này vô tình cái người sử dụng bật nó lên, kích hoạt nó lên đó. Hoặc là ví dụ như ta đưa cái máy sang cho trẻ em vô tình thì nó nghịch phá, thì cái tính năng này nó bật lên, thì nó như vậy thì là nó nói thao thao bất tuyệt, ta không làm gì được đó, ta cứ nghĩ cái máy mình nó hư ha. Và mọi ví dụ như nếu mọi người không biết thì mọi người phải nhờ đến các anh bác sĩ của di động đúng không đó, thì phải mất thời gian đi tìm đến bác sĩ của di động đúng không? Thì bây giờ bằng cách mình ở tại nhà luôn, mình chơi nó luôn nha mọi người. Và bây giờ ok nào, chúng ta hãy cùng nhau cầm chiếc điện thoại lên nhé. Mở rộng nút, nó đơ cái máy luôn, không có làm gì được hết đó. Thì mọi người thấy chưa, nó nói miết vậy đó. Tin nhắn, trang chủ, danh bạ, điện thoại, lịch Việt Nam, 4 tùy chọn nhanh cho lịch Việt. Đâu nó nói tới đó theo mọi người. Rồi và ok, bây giờ muốn để tắt nó ha. Ta đưa con tay vào cài đặt này. Cài đặt trong chế độ phân trang, trang chủ One UI. Đó, mọi người nghe nó nói nhấn chưa? Nút để kích hoạt, nhấn nút và giữ để nhấn lâu. Đó. Có sẵn hành động, hãy sử dụng nhấn bằng 3 ngón tay để xem. Rồi bây giờ ta, sau khi ta lít, ta để ta đưa tay vào cài đặt. Là ta ra cho cái màn hình trống, ta nhấn đúp màn hình lên à. Đó thì nó sẽ mở cài đặt tìm kiếm rồi, và bây giờ ngay chỗ cái ô này nha mọi tìm người. Kiếm đó, nút cái ô tìm kiếm này nhấn đúp để kích hoạt rồi, nhấn đúp và giữ để nhấn lâu. Mọi người nhấn đúp nó vào, và rồi sau khi trang được mở ra thì mọi người ghi giúp mình là TALKBACK. Thì nếu mọi người thấy cái dòng trên của mình đây nè, cái dòng trên của mình á là có cái chữ TALKBACK, thì nếu không có thì mọi người ghi giúp mình những cái từ đó, còn nếu có thì ta tích vào. Tóc bác, nhấn đúp để kích hoạt. Đó mọi người nghe nó nói chưa, nhấn đúp để kích hoạt. Thì bây giờ ta nhấn đúp nó lên. Tóc bác, nhấn đúp để kích hoạt. Đã ẩn bàn phím, hiển thị mục từ 1 tới 10 phần 12. Đó thì mình mở tới đầu nó nói tới đó. Bây giờ ta nhấn xuống chỗ hỗ trợ tóc bác nè, ta nhấn vào. Tóc bác, 6 phần 12, trong danh sách 12 mục. Nhấn đúp để kích hoạt. Nó nói thao thao bất tuyệt, nó nói liên tục. Thì bây giờ ta nhấn đúp vô nè, ta nhấn đúp vô hai cái nha mọi người. Rồi hỗ trợ di chuyển lên nút ngoài danh sách. Rồi, nhấn đúp để kích hoạt này. Nhấn tóc bác 5 phần 17 trong danh sách 17 mục. Đó. Nhấn đúp để kích hoạt. Đó. Thì bây giờ ta nhấn đúp nó lên nghe mọi người, ta nhấn đúp lên. Tóc bác di chuyển lên. Rồi, nút okay. Ngoài danh sách. Okay. Nhấn đúp để kích hoạt, nhấn đúp và giữ để nhấn lâu. Nó cứ nói liên tục theo mọi người, nó cứ nói hoài, nó nói thao thao bất tuyệt. Rồi bây giờ chỗ này có cái là ta tắt nó đi nè. Tóc bác bật nút chuyển, nhấn đúp để kích hoạt. Rồi bây giờ ta nhấn đúp nó, ta tắt nó đi. Tóc bác bật nút chuyển, nhấn đúp để kích tắt. Tóc bác rồi, thoát ta, nè, nút ở đây mọi người thấy nhấn đúp để tắt, kích hoạt nó đi. Tắt nút rồi, nhấn đúp để kích hoạt đó, nhấn đúp hai cái ta tắt nó. Tóc bác tắt đó. Rồi ok, ta thoát ra lại nè. Bây giờ mọi người thấy có nghe nó nói nữa không? Hết nghe nó nói nữa theo mọi người đó, nó cầm cái họng nó lại rồi đó mọi người. Chứ hồi nãy đụng tới đâu nó nói tới đó mọi người thấy chưa đó. Đó, bây giờ là nó rồi, ta tắt nó luôn rồi, và ok chưa mọi người, chỉ một mẹo nhỏ đó thôi. Chứ còn nếu không thì ta phải xách cái máy sang đi ra ngoài tiệm, nó cũng mất thời gian. Và video chia sẻ của mình đến đây cũng đã kết thúc. Chúc mọi người thành công và cố gắng giữ gìn sức khỏe. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới nha mọi người. Và bây giờ mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại.